Xin chân thành cảm ơn anh em đã quay trở lại với Đảo Kinh Dị. Và rất nhanh chúng ta đã đến với phần tiếp theo của Khang Lang Thang. Thật ra là Phan Thanh An thì có gửi bộ này cho mình sắp có phần tiếp nữa rồi anh em ạ. Nhưng mà cũng phải chia sẻ với anh em là đợt này bố mình rất là yếu rồi. Thế nên là như các bạn có thể thấy là đến 5-6-7 ngày nay mình không ra chuyện. Và cái bộ phần mới nhất này thì An cũng đã gửi cho mình được phải 2 tuần nay rồi đấy. Nhưng mà quả thật là mình chưa có thời gian đọc. Bây giờ hầu như là mọi thời gian thì mình đều ở cạnh bên bố mình mà thôi, vì không còn được mấy thời gian nữa cả. Bố mình chắc là cũng cái chuyện gì đến nó cũng sẽ phải đến rồi. Chính vì thế nên là tôi sẽ tranh thủ lúc nào mà sắp xếp được thời gian mà quay trở về văn phòng thì tôi sẽ cố gắng gấp rút đọc để hoàn thành những cái bộ truyện để các bạn có chuyện để nghe. Thì rất mong là các bạn thông cảm cho mình. Và ở cái phần trước thì chúng ta biết rằng Khang vì tức giận với nhóm của cô công chúa Hồ Tinh kia thì đã quay trở lại với khe nứt địa mạch. Và ở đây thì Khang đã đặt lại một thế thân của mình ở đấy để canh giữ địa mạch. Cái thế thân này dường như là cũng có một vài cái điểm bất thường xảy ra trong cái chuyện đấy. Và có những cái nhân vật sẽ xuất hiện ở ngay trong tập 1 này sẽ khiến các bạn chắc chắn phải đầy ngạc nhiên. Chính vì thế thì xin mời anh em đến với Khang Lang Thang Phiêu Lưu Ký Tìm Lại Kế Khang Lang Thang Phiêu Lưu Ký Tìm Lại Ký Ức Diệt Đại Kê Tình Tập 1. Còn đám bạn của ông thì sao Khang? Ông tính mặc kệ tụi nó luôn đó. Tụi nó lớn cả rồi, đâu thể nào cứ cầm tay chỉ việc mãi. Cứ để trải nghiệm cho thấm mùi đời đã. Còn mất thành thì đằng nào cũng cong đuôi chạy về đây cầu cứu thôi. Cứ vui vẻ đi, chuyện đó để sau này tính. Ý niệm của Khang mới hái một ít trái cây trong địa mạch, sau đó hóa hiện ra một số thức ăn của chư thiên, trong đó có cả thiên tiên tiểu chứ danh của cung trời Đao Lợi. Hai người ngồi xuống vừa uống vừa hàn huyên. Tuy nói là hai, nhưng mà thực chất chỉ có một. Khang đang tự ngồi với chính bản thân của mình. 5 chén, 10 chén rồi vài chục chén trôi qua, lúc này cả hai người bọn họ cũng đều ngà ngà say. Khang bản chính mới hỏi: "Thời gian qua ở đây có biến loạn gì đáng kể không?" Ý niệm của anh cầm nguyên trái táo lên, ngoạ một miếng thật to rồi mới đáp: "Biến loạn hả? Có đó, nhưng mà không đáng kể." Hai mắt của Khang lờ đờ, anh cũng cầm một quả táo lên nhai lấy nhai để, vừa ăn vừa nói: "Tàn dư của Cao Cường thi thoảng vẫn tìm đến đây để làm loạn. Có cả đám thuộc hạ của lũ ngạt nhân tộc chủ nữa, nhưng mà bọn chúng đều bị tôi đánh bại cả rồi." Khang cười nhạt, ánh mắt có vẻ hơi thất vọng. Anh thả trái táo xuống, cầm lấy ly rượu rồi uống một hơi cạn sạch. La sau kha một tiếng rõ dài rồi mới nói tiếp: "Hai, bọn đó sau trận chiến chính ta vẫn ngấp nghé mấy tên à, xem ra cũng không có gì hấp dẫn." Ý niệm của Khang dừng lại chừng một nhịp, ánh mắt có phần hơi chần chừ ngần ngại, nó mới ấp úng: "Thật ra có cái này tôi giấu không cho ông hay. Do ở trong địa mạch này lâu nên tôi sinh ra chán nản, mới tận dụng linh khí của nơi đây tự tu luyện nâng cao đạo hạnh bản thân mình. Nhờ vậy bây giờ cũng có chút linh tính, tôi tiếm quyền tự thiện làm theo ý mình. Ông không ngại đó chứ?" Khang mới cười trừ xưa tay, biểu thị như không có gì. Thật ra mà nói, ý niệm tách ra từ bản nguyên vốn phải phục tùng và chịu sự điều khiển của chủ nhân tuyệt đối hoàn toàn, không được quyền mưu toan gì cả. Cái chuyện ý niệm bản thân lén học đạo thuật để nâng cao đạo hạnh thì quả đúng là tò tát. Âm mưu làm phản phế chính đoạt thể đều có nguy cơ hiện diện bất kỳ lúc nào. Tội đó nếu ý niệm để bản nguyên biết chuyện, dĩ nhiên là sẽ bị bản nguyên đánh chết hoặc thu hồi hết đạo hạnh dung nạp lại vào bản thân. Khang vốn khi vừa mới trở về đây đã biết hết tất cả rồi. Thấy đạo ý niệm của mình mạnh hơn lúc mới xuất phát điểm kha khá, anh đã hiểu ngay. Nhưng đối với Khang mà nói thì chuyện đó không phải là vấn đề gì quá quan trọng. Nói cho cùng thì đúng là canh giữ địa mạch này chán thật. Nơi đây linh khí thì ngập tràn, không hấp thu để tu luyện thì cũng phí. Mà tính ra ý niệm của Khang càng mạnh, địa mạch và nhân giới sẽ càng an toàn thêm. Bản thân anh cũng ít phải đau đầu lo nghĩ hơn trước. Chuyện này thì tính đi tính lại vốn chỉ có lợi chứ không có mặt hại nào. Có điều ý niệm nói với anh, sợ Khang lo lắng khi nó tiếm quyền tự hành xử theo ý riêng, làm cho anh vừa vui vừa buồn. Vui vì nó vẫn biết thân biết phận, thành tâm khai nhận, không chút che đậy giấu giếm. Còn buồn là vì chính bản thân anh cũng trong trường hợp này rồi, nhưng mà mình lại bị nghi kỵ cướp ngôi phế đế. Cả hai đều mang danh tiếm quyền, nhưng xem ra cách đối xử của Khang và Tiêu Tình thật sự là khác biệt. Anh tuy biết rõ ngay từ ban đầu, nhưng vẫn không có một chút đề phòng nào đối với ý niệm của bản thân. Nhưng mà còn Tiêu Tình chưa biết gì, thậm chí là cái chuyện giữ nổi vương quốc còn chưa biết. Đã vội giao trước đoán sau, sợ Khang tính kế mưu quyền đoạt vị. Khang cười mà trong lòng chừa chát, anh lắc đầu mới bảo:
Vì chán nên luyện công để nâng cao đạo hạnh bảo vệ địa mạch thì có gì mà ông phải lo sợ tôi khiển trách chứ. Cái chuyện ông có linh tính, phát triển ra một tính cách khác với tôi đôi khi lại càng hay. Nó làm cho tôi đỡ cô độc, đỡ buồn tẻ và ít ra cũng có cảm giác là mình có bạn. Ý niệm của anh mới thắc mắc. Sao mà đến nỗi như vậy chứ? Tôi tin là bọn họ cũng không có ý gì quá đáng đâu. Chẳng qua là chút mâu thuẫn, mọi người ngồi xuống cùng nhau bàn bạc giải quyết là được mà. Thụy với Đông không phải toàn những chiến hữu chí cốt của ông sao? Tôi tin rồi họ cũng hiểu cho ông thôi. Đông thì không nói làm gì cả. Thằng đó tính cách nó còn chịu suy nghĩ trước sau. Ấy vậy cái thằng Thụy nó lại khác. Nó tuy là thầy giáo nhưng nóng nảy và bộp chộp, làm gì cũng ít khi tính trước nghĩ sau. Với lại bây giờ người ta ít ra cũng là kim đao phỏ mã rồi. Thậm chí nếu người yêu nó mà nhường ngôi lui về làm hoàng hậu thì thằng mập đó là thiên tử rồi còn gì nữa. Có tình yêu vào, con người ta cũng thay đổi đi nhiều. Lắm lúc tôi cũng không biết đó là sự thay đổi tốt hay xấu nữa. Nghe Khang nói mà trong lòng dường như xuất hiện một nỗi buồn khó tả. Anh không nhớ đại khái kiếp trước Thụy chứng kiến anh và Ngọc yêu nhau thế nào, anh có bị thay đổi tính nết hay không. Nhưng mà Khang cảm nhận khi yêu công chúa hồ tộc vào, Thụy dần dần cũng biến đổi. Lúc nào cũng chỉ có người yêu mình, thậm chí là còn không chú ý đến xung quanh. Nó còn nghe lời của Hồ Yêu hơn là lời của Phan Khang sư phụ. Cũng đành kệ thôi chứ biết sao bây giờ. Tính cách mỗi con người thay đổi như thế nào thì đâu phải là phạm trù mà Khang có thể quyết định. Mâu thuẫn lần này của anh và cả nhóm tuy không lớn nhưng mà cũng làm Khang mất niềm tin vào người vốn anh có thể xem như là chân tay máu thịt. Anh lo sợ rằng những danh vọng hão huyền liệu có thể sẽ biến chất đi một con người thiện lương và trong sáng. Thụy có thể lờ khờ chậm chạp, có thể bỗ bã cục mịch, nhưng mà nó chưa bao giờ biết tính toán so đo thiệt hơn và cũng chưa bao giờ màng đến vật chất. Lần này danh lợi đi kèm với cái mác tình yêu có thể sẽ là phép thử nặng đồ đánh vào bản ngã của nó. Khang đưa mắt cố tình nhìn ra xa xăm để cho ý niệm của anh không thể nào đoán định được nỗi buồn của mình. Nhưng mà điều đó cũng không thể nào qua mặt được. Nó rót rượu cho Khang rồi mới hỏi. Thế còn Ngọc thì sao? Ông không nghĩ gì về cô à? Đi một mình như vậy, bỏ cô lại ai mà lo? Khang nhắm lim dim mắt, thần thái nửa tỉnh nửa say. Ngọc ấy hả? Chân long kim cang thể của em là mạnh nhất ở đó rồi. Hiện tại tôi không lo lắng bất cứ ai có thể làm tổn hại được cô ấy. Cứ yên tâm đi. Có thể nguy hiểm từ bên ngoài không làm gì được Ngọc, nhưng ông có từng nghĩ là có những mối nguy sẽ xuất phát từ bên trong hay không? Nhất là khi cả đội nhóm giờ đang chia phe mâu thuẫn sâu sắc và ông thì không có mặt ở đó mà. Ý niệm đang nói tới khả năng làm phản của Thụy. Với thân phận là phò mã, bây giờ cái việc hô hoán binh lính để tống giam Ngọc hoàn toàn có khả năng. Nhưng mà hiện tại bọn nó đang phải căng mình chuẩn bị chống đỡ sự vây đánh của liên quân tứ vương gia, chắc chắn cần sức mạnh của Ngọc để hỗ trợ, nên anh cũng không cần phải bận tâm. Ít ra bây giờ cô ấy cũng an toàn. Và lại nếu như kinh thành bị công hạ thật sự thì Khang cũng đã có kế hoạch dự phòng để đưa Ngọc và đồng bọn thoát thân. Khang nói ra cho ý niệm biết quan điểm của mình, lần này xuất hiện thêm một câu hỏi mới. Ông có thật lòng muốn bảo vệ tà giới trước sự xâm lăng của Vĩnh Hằng Quỷ Sứ không vậy? Khang nhìn thẳng vào ánh mắt của mảnh ý niệm, anh hít một hơi thật sâu rồi mới nói thẳng. Không, ai rảnh đâu mà quan tâm mấy cái chuyện đó, chẳng qua là tình thế ép buộc phải làm mà thôi. Cuối cùng Khang cũng đã chịu nói thật lòng, ý niệm mới hỏi tiếp. Lời này là ông nói hay Diệu nói đó? Khang đáp. Tôi nói, sở dĩ mục đích đầu tiên mà tôi quyết định vào tà giới là muốn chặn đứng bọn nó tiến hành xâm lăng nhân giới thôi. Nếu như không hành động trước, đến khi bọn chúng kéo quân sang thì làm sao mà đỡ? Thật lòng nha, nếu như mà nhân giới không bị đe dọa thì tôi cũng cần gì phải nhọc công nhảy vô tà giới làm chi cho cực, đi tìm lại ký ức của mình kiếp trước vui hơn. Lời của Khang nói đúng là không sai. Do anh nhận được tin Cao Cường kết cấu với tà giới làm loạn nên mới lao vào diệt trừ hậu họa. Ai dè lại dính vào tình thế giải cứu cả một thế giới vốn chẳng có liên quan gì đến mình và cái bọn Vĩnh Hằng Quỷ Sứ gì đó. Ngoài trận đánh lúc mới vào tà giới ra thì đến tận bây giờ vẫn chưa có cơ hội để có thể chạm trán với chúng nó. Ban đầu cứ nghĩ là mở một chiến dịch công thẳng vào sao huyệt của bọn chúng là xong. Chứ ai lại ngờ tà giới cũng chỉ là sứ thuộc địa. Muốn đánh được bọn đầu sậu thì phải tìm cách để giải phóng cái nơi đó trước. Khang bước vào cuộc chiến với vẻ ngoài là chủ động cầm trịch, nhưng mà trong thâm tâm là hoàn toàn bị động. Chính bản thân anh cũng chán ngấy việc đi mấy trăm dặm đường mà không đạt được kết quả nào rõ ràng tử tế. Thành ra chỉ mấy chút ý riêng của Tiêu Tình cũng khiến cho anh chán nản và thoái chí trở về. Cái chuyện vừa đi vừa luyện phép so với ở địa mạch chuyên tâm toàn lực tu luyện có linh khí long mạch yểm trợ thì vốn chẳng thấm vào đầu. Nếu một tổ đội ở đó mà có thể làm nên trò trống gì
thì thôi khang tha để họ ở đây chui rèn binh đao rồi đánh chặn, không sướng hơn so với việc phải chui vào tận hang cọp với sự thiếu thốn tài nguyên vật lực, thậm chí là còn không kịp chuẩn bị gì trước. Khang trải hết lòng mình ra rồi anh nằm dài xuống dưới đất. Lúc này ý niệm của anh mới bày tỏ. Thật ra là nếu chịu khó xét theo góc nhìn khác thì nhờ chuyện tổ đội của ông vào thẳng tà giới mới có thể giữ cho nhân giới an toàn lâu đến như vậy. Ông làm rối loạn nội bộ của bọn chúng, tạo ra vấn đề để ép chúng về ưu tiên giải quyết, phân tán lực lượng và tạm gác lại kế hoạch tiến chiếm, không phải là tốt sao? Và lại nếu như ông có thể đánh bọn Vĩnh Hằng Quỷ Sứ ở nơi đó thì tiện cả đôi đường nha. Vừa giải phóng được tà giới mà còn giúp nhân giới tránh được một trường đau thương máu chảy. Chiến tranh mà được đánh ở sân khách thì lợi thế quá rồi còn gì, đúng không nào? Khang mới nghe ý niệm của mình nói xong mà bản thân như được tỉnh ngộ, từng lời từng ý quả thực không sai đi đâu. Nếu như mà bọn chúng đánh lên đây thật thì không khéo nhân giới cũng tành bành chứ chả lành lặn được gì. Do giận mà Khang quên bén đi mất. Xem ra dù đã là chư thiên rồi thì cũng không thể nào mà không có sai sót. Anh ngồi bật dậy, phất tay một cái khiến cho rượu chè và đồ ăn đều biến mất sạch, lập tức đói ngay. Ông nói đúng nhỉ, tại tôi suy nghĩ thiển gận quá rồi. Vậy giờ ông biết mình cần làm gì chưa? Tổ đội của ông chắc bây giờ đang thủ thành đó. Khang là đứng phát dậy rồi nói. Tôi về đó ngay bây giờ đó. Một tuần ở đây mới bằng một ngày ở đó thôi. Tôi về đây mới được một ngày, chắc bên đó mới qua hơn một canh giờ thôi. Vẫn kịp, vẫn còn kịp mà. Nói xong anh tức tốc đi ngay. Ý niệm cũng theo chân mà tiễn một đoạn. Cả hai chạy đến vết nứt liên kết giữa hai chiều không gian thì nhìn thấy tại nơi đó đã có người đứng sẵn ngăn cản từ bao giờ. Kẻ đó là một ông già, hình tướng bên ngoài tuổi cũng đã quá trăm, tay cầm một cây gậy gỗ, trên đầu tỏa ra kim quang phảng phất ẩn giật. Cả Khang và ý niệm của anh đều bất giác dừng lại, bọn họ nhìn nhau thắc mắc rồi đồng thanh hỏi nhau. Ông tiết lộ vị trí địa mạch cho người khác biết sao? Thế là xong, không một ai biết lý do nào lão già lại có mặt ở nơi này. Lão ta mặc một bộ ngoại trang trắng muốt, trông như y phục của những người thời xưa, đâu đó khoảng nghìn năm về trước. Một tay luôn thủ ở sau lưng rất là ung dung và đầy thoải mái. Tóc xõa dài trắng muốt như mây, lông mày cũng dài và thậm chí là còn lòng xòng xuống hai hàng trước ngực. Khang mới dùng thiên nhãn quét qua mấy lần, nhưng mà mãi vẫn không thể nào nhìn thấu được chân tướng của lão. Xem ra lão này có đạo hạnh còn thâm sâu hơn Khang gấp vài lần. Tây Khang và đạo ý niệm của nó vẫn đứng ngây ra nhìn mình, ông lão kia đành lên tiếng hỏi trước. Tính đi đâu? Ông ta nói xong tiến lên hai ba bước, bá khí cuồn cuộn từ trong người phát ra làm cho Khang bất giác cảm thấy khó thở và phải lùi lại về sau hai ba bước nữa. Khang thầm nghĩ, không lẽ là bọn yêu vương tà giới cắt cử cao nhân đến đây để chặn Khang quay lại ứng cứu hay chẳng? Cũng không đúng, với kinh lực và lực đạo khủng khiếp như thế này thì không khéo tên yêu vương bí ẩn chính là lão già này không biết chừng. Cả hai người bọn họ đều đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu, Khang nheo mắt đáp lời. Ông là ai? Tôi đi đâu thì can dự gì đến ông? Ông lão râu trắng tóc bạc nghe Khang nói như vậy, bật cười lên hô hố. Ông chống gậy rồi kêu. Vậy mà con danh kia dám kêu đao lợi hoàn hồn đan của mình là đồ dỏm. Xem ra nó gạt mình rồi. Lão già, chủ nhân ta đang hỏi ông đó. Ông làm nhảm cái gì vậy? Tao hả? Tao là lính của yêu vương tới đây do thám ấy mà. Không ngờ bị bọn mày phát hiện sớm quá thể à. Mà hai thằng mày tính làm gì tao? Thấy thái độ đối phương tự tin như vậy, đồng thời bản thân Khang cũng chưa đoán định được mức độ đạo hạnh của hắn ta tới đâu, thế nên anh tạm thời chưa dám hành động. Khang mới hỏi dò. Không lẽ yêu vương đã chiếm được hoàng thành của hồ tộc rồi sao? Ông già lại đáp. Chưa chiếm được mà cũng sắp rồi. Một cái thành nhỏ với mấy đứa tép siêu thì có xá gì. Chưa kịp đánh bọn nó tự làm nhau tan đàn xẻ nghé rồi còn đâu. Khang có chút lạnh người, lời nói bóng gió của hắn ta như muốn bảo cho anh biết tình hình lục đục nội bộ trong tổ đội của Khang hắn cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Lúc này anh lại dậy lên một mối lo khác. Không lẽ là kinh thành đã bị bao vây sớm như vậy? Tính theo mốc thời gian ở đó thì Khang mới đi được có hơn 2 tiếng đồng hồ thôi mà. Tên Hoàng Nhàn mình mới chạy đi không lâu, làm sao tin tức có thể bị tuồn ra ngoài? Mà cho dù tin tức có bị tuồn ra thì làm sao trong vòng chỉ có 2 tiếng kinh thành có thể bị bao vây dễ dàng đến như vậy? Chuyện này e rằng là bất khả thi và kinh thành hồ tộc vẫn chưa có gì nguy hiểm. Vậy thì có nhiều khả năng là rơi vào giả thiết số 2 nhiều hơn. Bọn chúng sợ Khang quay lại ứng cứu cho nên mới cắt cử lão già có đạo hạnh cao thâm đến đây chặn đường và câu giờ. Nếu bị chia cắt và cả hai đầu chiến tuyến đều thọ địch như thế thì quả thật là quá nguy hiểm. Bằng mọi giá Khang phải quay trở về kinh thành của hoàng tộc càng sớm càng tốt.
Lúc này anh và ý niệm của mình còn chưa kịp ra tay thì đối phương bắt đầu động thủ trước. Đứng ở đây chán quá thôi mà, vào bên trong kia kiếm ít trái cây địa mạch ăn cho mát ruột coi. Còn chưa kịp nói dứt câu, lão ta lướt đi mất hút, tốc độ nhanh như một tia chớp giật. Khang chỉ còn kịp nhìn lại một hàng tàn ảnh ở sau. Chỉ trong thời gian chưa tới một cái nháy mắt thì anh đã thấy lão tiến thẳng vào phần đất của địa mạch, rồi còn quay đầu lại nói vọng: hai thằng mày đi lẹ lẹ à coi, gì mà lề mề quá vậy. Khang ý niệm tức tốc đuổi theo, trong đầu thì đột nhiên cảm giác ớn lạnh sởn da gà nổi lên không dứt. Dù sao thì không thể nào để lão ấy làm ảnh hưởng tới địa mạch. Khang liền bắn tới một chỉ rồi quát to: thằng già, chớ có làm can. Tiên thiên chỉ cường đại mà Khang phóng tới vốn có sức uy lực kinh người, yêu tà quỷ quái bị trúng một chỉ thôi thì coi như vong mạng. Thế nhưng mà đối với lão già này có điểm khác. Lão ta không thèm quay đầu, tay với lên hái một quả đào rồi tha hồ mà ăn. Chỉ lực cách quảng lưng của lão ấy chừng nửa mét thì phát ra âm thanh keng một tiếng, rồi bị chuyển hướng sang nơi khác bắn thẳng vào tường. Ngay lập tức đất đá từ trên tường đổ xuống, ý niệm của Khang thì phép tạo nên một màn chắn ngăn đống đất đá đó lại. Nó mới bảo: để tôi lên thử sức với lão già này xem sao. Khang kéo tay ý niệm của mình lại: đừng, lão ta có đồng bọn đó, còn chưa biết bao nhiêu thủ hạ. Tao nhìn thấy mày đấy, hiện nguyên hình ra đi. Một nhân vật nữa xuất hiện đứng ngay bên cạnh của lão già lạ mặt. Kẻ này toàn thân vạm vỡ to lớn, nhìn là biết hộ pháp đi theo bảo vệ chủ nhân. Xem ra chuyện lần này không hề đơn giản rồi. Hắn nhìn Khang mà nói: nhìn thấy được sao, trưởng môn sư đệ cũng khá quá mà. Vô niệm. Tên hộ pháp kia im bặt, Khang nghe như không hiểu, nó mới gắt: ai là trưởng môn sư đệ chứ? Mày nói tao đó à? À không có gì, tao vui mồm nói chơi vậy thôi. Hai đứa bay nhắm làm ăn gì được thì làm đi. Khang cũng không thể nào nhìn ra được năng lực và đạo hạnh của gã này. Xem ra tình thế bây giờ đã khó càng thêm khó. Ý niệm nói khẽ với Khang: tôi cản đường cho ông chạy, mau mau quay trở lại tà giới. Khang lắc đầu, vẻ mặt trông dường như rất là nghiêm túc: không được, lão già đó nhanh hơn chúng ta gấp mấy lần, tôi không thể chạy đâu. Và lại cho dù có vào lại được tà giới thì nhân gian ai giữ chứ. Câu hỏi này của Khang làm cho ý niệm của anh cũng không biết đường trả lời sao cho phải. Quả thật như vậy, cho dù nó cũng đã cố học phép ở địa mạch, nhưng mà xem ra từng đó vẫn là chưa đủ. Khang mà bỏ đi bây giờ, ý niệm của anh cũng không thể nào đánh bại được một trong hai kẻ lạ mặt kia. Mà có anh ở đó, tính ra cũng không khá hơn bao nhiêu. Vấn đề Khang đang lo là nhân giới làm sao mà giữ được khi anh bỏ mạng tại nơi đây. Hai tên đó sẽ ra khỏi địa mạch, đi lên tháp nhạn và bắt đầu tác yêu tác quái. Chắc chắn với đạo hạnh như thế này thì không có một ai có thể ngăn cản được nữa. Khang tặc lưỡi rồi kêu: đành vậy đi, xem ra cũng hết cách rồi. Anh chuyển suy nghĩ của mình sang những ý niệm biết, khuôn mặt nó tái mét lo sợ. Chắc hẳn là Khang đã suy tính đến chuyện gì kinh khủng lắm mới làm cho bản sao của nó phải run rẩy như thế. Thật ra kế hoạch của Khang là sẽ đánh thử một trận hài gã. Nếu mà nhắm sức của bản thân không lại thì anh sẽ phong ấn cánh cửa địa mạch và lối xuống địa đạo này vĩnh viễn, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Còn nếu như bọn chúng muốn phá cửa để chui lên trên thì Khang sẽ dùng đến độc chiêu cuối cùng. Anh sẽ đánh sập cả địa mạch để chôn vùi tất cả, quyết chí đồng quy vô tận với kẻ thù và không cho bọn chúng có thể sống sót trở về báo cáo tình hình lại cho yêu vương. Xem ra chuyến này Khang muốn chơi một đòn tất tay rồi đây, đánh một trận sống mái để cho ra ngô ra khoai với kẻ địch. Nhìn vào ánh mắt của Khang thì cả ông lão tóc bạc râu trắng với gã hộ pháp đều biết anh đang muốn hành động. Gã hộ pháp nhìn lão già, lão tà ngoáy ngoáy mũi rồi mới nói: muốn đánh đấm gì thì ba đứa bây tự xử với nhau đi, tao ra kia uống rượu ăn trái cây ngủ giấc đã, đánh xong kêu tao dậy là được. Hình như kẻ địch cũng biết Khang yếu nên khinh thường ra mặt. Anh giận lắm nhưng mà cố kìm nén. Không hiểu sao Khang có cảm giác nếu như anh của kiếp trước trong tình huống như thế này nhất định sẽ nổi khùng lên đòi cân hai một lúc. Nhưng bây giờ thì khác, nhịn để phân tán lực lượng, đánh lẻ hạ được tên này đã, rồi tìm cách tính sổ với thằng cha già kia sau. Gã hộ pháp to tướng nhìn Khang xà vờ làm mấy tư thế kiểu khiêu khích và cực kỳ là gợi đòn: bây giờ hai thằng mày thì đứa nào lên trước, hay là cả hai thằng đều xông lên một lượt đi? Ý niệm truyền khẩu âm sang cho Khang: dù sao tôi cũng chỉ là bản sao chép với sức mạnh không hoàn chỉnh của ông, để tôi lên trước xem thử thực lực nó như thế nào. Ông dáng chú ý tìm kiếm sơ hở, đợi khi tôi tử trận, nhớ đánh cho hợp lý, sẽ chiến thắng thôi.
Khang dĩ nhiên là không đồng tình, nhưng mà quá trễ rồi. Ý niệm của anh rút thanh kiếm gỗ đào ngàn năm lướt tới như tên bắn rồi mới bảo: giết gà cần gì đến ra mổ trâu, tao sẽ là đối thủ của mày. Tuyệt tình âm dương kiếm pháp xuất. Loại kiếm pháp mà ý niệm xuất ra trước đây Khang hoàn toàn chưa từng nhìn thấy. Nó rất là lạ. Với cả bộ pháp dùng để áp sát là tiên thiên bách bộ. Tứ bộ pháp này là của tiên gia, được ví von là đi như bay, và đặc biệt là không tiêu hao khí tức nội lực. Cho dù là nội công của ý niệm không phải là cao, nên việc sử dụng những tuyệt học này qua thiên nhãn của Khang vẫn còn nhìn thấy một vài điểm yếu. Nhưng vấn đề đặt ra là nó học được mấy món đó ở đâu? Trước đó Khang không hề để lại bất cứ thư tịch công pháp đạo gia nào ở trong địa mạch cả. Loại công pháp tuyệt đỉnh như vậy thì lại càng không. Nếu mà không có người chỉ điểm thì chắc chắn ý niệm của nó không thể nào lĩnh hội được. Ý niệm của Khang sấn tới từng bước từng bộ đều đi theo nghịch hành bát quái, không tuân theo bất cứ nguyên tắc nào. Chân khí luân chuyển của ý niệm cũng lúc lên lúc xuống, hoàn toàn không cố định ở một điểm và cũng không đi theo bất cứ nguyên tắc hay sơ đồ huyệt vị. Chỗ thừa chỗ thiếu, chỗ yếu chỗ mạnh, đang trí âm lại sinh ra trí dương, lúc toàn dương lại đảo về toàn âm, song âm dương cứ lẫn lộn. Chỉ mới phần bộ hành mà Khang đã gần như quan sát không kịp. Anh cũng không hiểu được nguyên lý hoạt động ra sao. Nếu như bình thường với thiên nhãn của anh, chỉ cần xem qua một lần thì đã hiểu tương đối chắc chắn về môn công pháp ấy. Đằng này ý niệm của anh đã thi triển đến vài trăm bước tiên thiên bách bộ rồi mà anh không tài nào nhìn ra được. Xem ra vấn đề bây giờ có vẻ đã nghiêm trọng hơn nhiều rồi. Anh tiếp tục theo dõi trận chiến tiếp diễn. Tuyệt tình âm dương kiếm pháp xuất ra vừa nhanh mà lại vừa xảo diệu. Tuy uy lực mỗi chiêu không cao, trông rất là nhẹ nhàng mềm yếu, nhưng uyển chuyển và linh hoạt đến lạ thường. Môn kiếm pháp này Khang càng xem càng cảm thấy hứng thú. Nếu như hôm nay còn mạng, chắc chắn anh sẽ bảo ý niệm của mình dạy lại toàn bộ. Mà thôi khỏi, cứ liên thông ý nghĩ gì thức thì toàn bộ tinh hoa mấy môn công pháp tự khắc Khang sẽ lãnh hội được mà. Trước những đòn tấn công hiểm hóc của ý niệm, nhưng mà tên hộ pháp kia vẫn không hề nao núng. Toàn cơ thể quán hình như có một luồng kinh lực kỳ lạ xuất hiện, che chắn cho bản thân một lượng lớn sát thương nhận vào. Mặc dù đã phải nhận không ít kiếm liên hoàn, nhưng mà đối với anh ta hình như từng đó thì chưa đủ, thậm chí là còn chưa thấm táp vào đâu. Bộ tuyệt tình âm dương kiếm pháp này theo Khang thấy có tới 256 chiêu kiếm riêng biệt, mỗi chiêu có đến 8 thức khác nhau. Sự kết hợp của mỗi chiêu thức là dường như vô cùng vô tận. Khang nhận ra rằng tuy là chỉ có hơn 200 chiêu kiếm, nhưng mà khi sử ra thành một bài thì không lần nào nó giống như lần nào cả. Chiêu số cứ thuyền chuyển liên tục và có thể xem như một lần sử kiếm là một đường kiếm gần như độc nhất, chưa từng xuất hiện ở trên đời. Thêm một cái hay nữa là tuy thiên biến vạn hóa, nhưng mà chiêu nào cũng toàn là sát chiêu hiểm độc, thực nào cũng nhắm đánh vào chỗ yếu hại khó phòng thủ của kẻ thù. Ý niệm của Khang xoay nửa vòng tròn, sau đó chĩa kiếm từ dưới đánh lên, lưỡi kiếm phát ra hắc quang cùng hàn khí lạnh buốt. Nó mới hô to mật hiệu: Hàn Dương Hắc Thủy. Lưỡi kiếm ban đầu chĩa về hướng bụng, nơi có trọng tâm thấp, và nhắm thẳng vào hạ bộ. Nhưng sau đó bất ngờ lưỡi kiếm lại quay ngược ra một bên, nhắm vào lườn bên trái xong xẻ vào. Chiêu thức thay đổi vừa bất chợt lại liên tục không dứt, làm cho gã hộ pháp kia lúng túng chống đỡ và lùi lại mấy nhịp. Bất giác hắn mới kêu lên: kiếm pháp gì mà quái cổ vậy, toàn đánh để lấy mạng người ta. Mày không chú ý sao? Nó tên là tuyệt tình âm dương kiếm pháp mà, còn phải hỏi chứ. Lúc này thì lão già tóc bạc râu trắng kia vừa uống rượu nhắm mồi quan sát cũng nói thêm: mày cũng đánh đấm như tử tế chút là được rồi đó vô niệm, cho thằng nhỏ nó mở mang tầm mắt đi. Dạ, thưa thái sư thúc tổ, kim càng là sát quyền tấn. Hắn ta chắp tay xong vô tới trước, ý niệm của Khang né sang một bên, vừa vặn tránh được đòn vồ. Khang khẽ cười vì tưởng đã thành công thoát được, thì lúc này gã hộ pháp lại bảo: vẫn chưa xong đâu, mọi thứ đâu chỉ có như vậy. Sát! Sau cái đòn vồ thì hắn đập hề hai tay vào nhau một cái bốp thật mạnh. Kinh lực bộc phát ra làm cho Khang cùng ý niệm của anh đều bất ngờ. Bụp một tiếng, ý niệm cảm thấy choáng váng đầu óc như đứng không vững, trời đất như quay cuồng, toàn thân như tê dại. Khang tuy đứng ở xa nhưng vẫn cảm thấy có chút tức ngực khó thở. Anh tự nhủ là nội công và chân khí của mình cũng ở mức thượng thặng, nếu mà đem so với chư thiên thì anh cũng thuộc hạng khá rồi. Nhưng mà thật không ngờ đến tên hộ pháp này, nội lực xuất ra kinh khủng đến như thế. Sát thương Khang ở xa nhận lại là một, thì ý niệm của anh nhận cũng phải đến 4-5 lần. Mới có một đòn thôi mà đã như thế, thì không biết là chịu nổi được đòn thứ hai hay không. Tên hộ pháp kia thấy đối thủ đã choáng váng, hắn cũng nhanh chóng bồi thêm một đòn nữa nhằm kết thúc kèo đấu không cần sức. Đào sơn phá thạch. Hai tay hai chân quán đột nhiên đổi từ màu nâu sang màu bạc. Khang vừa nhìn đã nhận ra đây là đòn thép cước chí tử dùng để kết liễu kẻ thù.
hắn dậm chân mạnh xuống đất làm Đà bật tới, rồi vung một cú đấm thật mạnh thẳng vào ý niệm của Khang. Đòn này thì không thể nào né được rồi, nó vừa nhanh vừa gãy gọn, chúng chiêu thì coi như là tiêu tán nguyên hồn. Khang ngay lập tức hồ tỏ pháp ngữ: tinh linh ý niệm thu hồi. Dứt câu khẩu quyết thì ý niệm của anh bị lực đạo của Khang xuất ra kéo lại về phía mình. Cũng nhờ vậy mà may mắn thoát được một đòn chí tử. Hắn ta đấm hụt, cú đấm vung vào không khí làm cho nó bốc chát và nóng rực cả bốn bên xung quanh. Lão già tóc bạc râu trắng nhìn sang rồi bảo: đánh với con nít mà mày phải dùng đến cả chiêu thứ hai sao vô niệm ơi, còn không đánh chúng nữa chứ? Hắn mới lắp bắp: con xin lỗi thái sư thúc tổ, tại trưởng môn sư đệ. Mà không, thằng nhỏ đó đã thu hồi ý niệm nhanh quá, con không có lường trước ạ. Khang kéo ý niệm của mình về xong, anh liền tiến lên thế chỗ, bước từng bước chậm rãi, không có gì phải vội vàng. Anh lấy thanh kiếm sát quỷ của mình ra. Gã hộ pháp vừa nhìn vào đã nói ngay: sát quỷ chi kiếm danh bất hư truyền đây rồi, cây hồi nãy chỉ là đồ dòm thôi. Khang hừ lạnh, hai bàn tay của anh tỏa ra hỏa khí rực lửa, chuôi kiếm đã bắt đầu bốc cháy. Đừng có làm nhảm nữa, nhào vô đi. Hộ pháp quay sang nhìn chủ nhân, lão già gật đầu choán động thủ. Thế là lần này hắn chủ động tấn công. Nãy giờ quan sát thì Khang cũng đã biết được sơ bộ về cách thức ra đòn cũng như là điểm yếu của hắn ta. Nhờ màn tranh phong của hắn và ý niệm nên anh mới có thời gian nghiên cứu đối thủ. Lần này tên hộ pháp hóa thành một thanh đại đao nặng trên ngàn cân, hắn vận kinh lực để truyền vào đó nhằm khiến cho từng đường đao cú bổ của mình uy lực hơn nhiều. Khang không tránh không né, anh đứng yên một chỗ bắt đầu thúc động pháp thuật. Mao Sơn pháp môn thuật ban nhiều công pháp khai. Toàn cơ thể của Khang bắt đầu tỏa ra một loại khí màu tím đậm rất là lạ, trông nó có phần tà ác và không giống như cương khí thông thường. Tên hộ pháp vùng đao chém tới, Khang chỉ nhẹ nhàng dùng hai ngón tay đưa ra trước mặt mình, kẹp lấy lưỡi đao ngàn cân đang bổ xuống cực kỳ là mạnh. Dư chấn dần tỏa ra, cường độ càng mạnh thêm. Ban đầu thì họ chỉ cảm nhận được mặt đất có chút ít rung chuyển, nhưng mà ngay sau đó là càng ngày càng rõ ràng thêm. Dưới chân cả hai người đều đã xuất hiện một vài vết nứt. Tên hộ pháp mới ghi thanh đại đao xuống, muốn đấu nội lực với Khang xem thử ai hơn ai. Anh cũng chẳng có chút ngại ngần, ánh mắt sắc lạnh, toàn thân đứng hiên ngang vững chãi như tường đồng vách sắt. Tên hộ pháp vô niệm càng vận công thì nộ khí càng bùng lên mãnh liệt, cả mặt đất dường như không thể nào chịu nổi nữa, nơi mà hai người đứng do chịu sức ép quá lớn thành ra phát nổ và trồi lên thành một mô đất cao. Khang mới kéo lưỡi đao ra một hướng khác, rồi dùng tiên thiên chỉ pháp vận vào đầu ngón tay, búng nhẹ. Lập tức một mảnh lưỡi đao bị Khang búng gãy và văng tới chỗ lão già đang ngồi uống rượu dự khán ở đằng kia. Lão ta thấy mảnh đao bay tới vẫn rất là bình thản, cầm ly rượu tạt vào nó. Cứ tưởng là không cản được, nhưng mà ai dè rượu trong ly có thể đánh bật mảnh đao văng đi chỗ khác. Ông vừa rót ly khác vừa chửi: chà bây, lớn cả rồi, đánh đấm cho tử tế đàng hoàng, không có dùng ám khí ám toán người ta nghe con, thế là hèn nhá. Khang bị lão già nói xỉa, anh cay lắm nhưng mà lại không nói gì lão ta được. Lúc này ý niệm của anh mới hết sức choáng do dư chấn của sát chiêu khi nãy. Nó nhìn thấy bản thể của mình giao đấu ngang sức 1-9-1-10 với tên hộ pháp, vừa nghĩ lại, bản thân nó vừa tự trách. Không lẽ tiên pháp của vị tiên nhân đó chỉ cho mình, có chỗ nào chưa đúng ta? Và tập 1 phải gọi là đang hay tí đứt dây đàn đã dừng lại ở đây. Cái vị mà tóc bạc, ông già tóc bạc dâu dài và vô niệm này thì có lẽ là anh em đã đoán ra được ai rồi không? Đó chính là ông cố của Khang đến cái khe nứt của địa mạch này mà thôi. Và dường như là đang thử sức với cái thân thế và cái thoát thai hoán cốt mới của Khang lang thang của chúng ta. Vậy thì chuyện gì xảy ra? Liệu Khang có đánh ngang tay được vô niệm và kết thúc vô niệm để biết được sự thật về ông cố của mình hay không? Xin mời các bạn cùng đón xem tập 2 vào ngày mai nhé. Xin trân trọng cảm ơn anh em đã luôn quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo.